Ngày 14 tháng 6, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã thực hiện lệnh bắt giữ đối với Đặng Văn Vũ, 25 tuổi, ngụ huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Vũ là nghi can cướp giật tài sản của người đi đường, vụ cướp được camera an ninh ghi lại. Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 10 tháng 6, trên đường DT741, chạy qua địa bàn ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, xảy ra vụ cướp giật tài sản. Chị LTTA, ngụ khu phố 3, phường Tân Đông, thành phố Đồng Xoài, đang lưu thông trên chiếc xe máy biển số 93B1-48159, thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy từ phía sau vượt lên, áp sát, giật chiếc điện thoại để trong túi, quần phía sau. Chị TA đuổi theo nhưng đối tượng rồ ra bỏ chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến ngã ba xưởng điều Long An, thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng, đối tượng bất ngờ quay ngược xe chạy về hướng ngã tư Đồng Xoài và mất dấu sau đó. Nhận được tin báo, Công an thành phố Đồng Xoài đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc, tổ chức truy xét nhanh đối tượng gây án. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác vận động quần chúng nhân dân, đội cảnh sát hình sự đã xác định và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Vũ. Tại cơ quan công an, Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình. Sau khi cướp được điện thoại, Vũ đem đi bán được 2,7 triệu đồng. Được biết, Vũ là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đâu chỉ cho coi, chỉ vô biển số đó. Chỉ biển số xe.